Ô lên em. Thì sẽ team Nefet đã xong con game thứ nhất. Anh em nào xem video thì chúng ta sẽ qua con game thứ hai. Một con game giải đố có tên là Viewfin Demo nè. Con game này đã từng được nhắc đến rất nhiều lần trong mà cái mấy cái sự kiện trước. Từ game AdWords cho tới mà Summer Game Fest luôn. Thì một con game giải đố nhưng nó đạt được lượng follow rất là cao luôn. Cao hơn tôi mong đợi rất là nhiều. Hình như là gần mười mấy ngàn lượt follow. Một điều rất thành công với game giải đố luôn. Bây giờ tôi cũng muốn chơi thử cái demo coi thử coi có cái điều gì mà khiến nhiều người người ta để ý đến như vậy. Chụp tấm hình đây, lắp ở đây. Thì cái đoạn này là trên mấy cái demo chơi lừa quảng cáo họ có rất nhiều rồi. Cái phong cách It's đồ been họa a rất là đặc while biệt nha. since someone's Anh wandered em nhìn around con this mèo nè. place. And Đó, wanderers sự thiết kế giữa 3D và 2D rất are là độc always đáo. welcome. Một con game mà giải đố thì chắc ai cũng phải chơi rồi. Tôi cũng đã tải bản demo của nó trong sự kiện thêm nét này. Bây giờ chúng ta chơi thử nha. Game mà rất đáng mong đợi luôn. Một game được tạo bằng Unity nữa. Đây. Chưa dĩ vô luôn rồi. Để tôi tắt mở lại cho nó nhận cái độ phân giải màn hình. Đó. Thình đòn, FMOD, SOS. Cái logo rất là độc đáo nha. Hình con cú mèo. Con cá mù. Setting. Đây là một cái phông size. Không có phản giữa, chỉ có một và hai thôi à. Hiệu ứng là nhấp nháy. Thì cái này là mình sẽ sử dụng cái phông khác để cho nó đè chồng lên cho mình dễ đọc hơn. Thì cái chắc tôi chọn cái kiểu ở dưới này đi cho nó độc đáo á. Chữ hơi khó đọc tí thôi nhưng mà cái phong cách nó nghệ thuật hơn tí. Game mà có cho chỉnh phong luôn. Field of view hiện tại đang trăm, nói chung là từ 100 tới 110. Có thay bật đi anh em mà chơi game mấy cái game mà dạng góc nhìn thứ nhất đó, cảm giác mà chóng mặt buồn nôn muốn ói là gọi là cái triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình đó, thì nên bật cái quát thai lên. Khi có quát thai trên giữa anh em sẽ tập trung vào đó và ít quan sát xung quanh hơn, nên thành ra là nó không có bị chóng mặt nhiều. Quát thai cơ lô chắc phải chọn màu xanh lá, không có rồi. Chỉ có trắng là đen thôi nên chắc chọn trắng đi. Cái này nó cho cơ lô fix up mới đúng đó, cho nó cho có hai màu với audio. Audio thì tôi để tiếng thổng giảm xuống, cần cho nghe fix. Nghe fix tôi giảm về 2K thôi. Không chọn được cái bên đây nữa. Vì sao? Ủa, field view bên đây rồi, còn bên đây là gì nữa? Setting này hơi bị lạ nha. Không, không, tắt cái đẹp luôn rồi. Shadow thì không cần quá cao đâu. Cái này 4 bit thôi. Này nên khử căn cưa không ta? Rồi ok. Thì giống như một cái lens máy ảnh luôn. Anh em nhìn cái setup nè. Một cái setting là làm rất chi tiết nha. Logo game này cũng rất là đặc biệt. Nhìn như cái logo máy ảnh vậy. Phông chữ cũng rất là độc đáo nè. Rồi vô game thôi. Đang cài đặt. Tốc độ chuột nhanh quá. Có kết này không? Được luôn. Great, we're in. Time to Cũng explore. còn hơi nhanh. Do cái phép chuột tôi để mặt đỉnh hơi cao. Mức tối thiểu rồi. Ba mươi lăm thì nhanh mà 25 thì giảm. Thôi tạm thời vậy đi. Nó không có hiệu ứng sen. Mình có thể ngồi ghế. Gì thôi cũng được, anh em thấy làm vậy chứ mà tốn thêm một chức năng nhưng mà không có dễ dàng nha. Rồi thiết bóc của cái ghế khá là lớn, chúng ta bắt đầu được một cái góc căn phòng. Từ thử tăng cái field of view lên cho nhìn thứ này cho nó dễ hơn, đẹp hơn không đó. Anh em sẽ tình nhìn trực tiếp luôn. Field view cao thì do anh em góc nhìn rộng hơn,
Anh em nào xài màng mà cao quá mình có thể thử đó. Đỡ trong mặt hơn rất nhiều luôn. Nhưng mà anh em để ý là những con game nào field of view nó sai á là mấy cái góc cạnh của cái màn hình đó, nó bị kéo giãn ra, nhìn chóng mặt hơn rất là nhiều. Cái nút cách rồi, ok. Con này có gì không? Rất là nhiều đầu sách luôn nha. Game này đồ họa thì theo kiểu này nhưng mà nó vẫn đẹp. Này giống mà cái thúng láo vậy. Khu này chắc là khu giải trí vui chơi thôi. To think all the wonders of the world can be dabbled with as long as you build the right space. Tôi có nhiều ghi chú rồi đúng Whether Hiraya wants to admit it or not, Mirren is không? truly brilliant. Nên demo nên không quan tâm How cốt do I truyện. get out of this Để sau này chơi place? game cho nó nguyên vẹn cảm xúc một tí. I've never seen this much overgrowth before. It's Chết không? beautiful. Té xuống chết không? Is this what it used to look Thử like? cái phone đam The world. Thấy gì? À, mình thấy nó nghe rồi, với tôi lại. Rất là độc I guess we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. It's hard not to just thì đi đúng một vòng luôn á. Tường này vẫn có thể nhảy qua được. Ấy! Trying it again, huh? Let's try another one for now. Nhìn cầu đi cũng được, qua cầu đây. Sập nữa không? Không. Nó cố định nó cho mình thôi. Mình đã lấy được tấm ảnh. Cái ảnh này mình có thể đặt vô đâu để đi tiếp nào? Tôi nghĩ là ở dưới á. Can you do something with it? Cái kiến trúc này rất là độc đáo nha. Mình lên cho nóc nhà được không? Cứ đưa điện mặt trời luôn rồi. Cái này là qua ba cái cổng máy vòm tròn. Nên chắc đi xuống thôi. Cây làm cũng đẹp quá nhá, không có giả cho lắm. Nhưng mà nó hợp với phong cách game. Just shift reality. Này thực tại ảo quá vậy. Glad you made it in one piece. Gì game máu ảo quá vậy. Đây đeo phọt. Đây đeo phọt thì cần có nguồn điện. Điện gắn vào đâu? Nó có hai cái chấm mà. Có hai cái chấm này. Lắp vô bên đây phải không? À, điện chỉ cần đặt lên đây thôi, đi lấy thêm nguồn điện nữa, chắc khoảng 3 cục, mỗi cục là một chấm. Nhìn cái máy hiện đại mà có bo mạch thì đời có ích chứ. Không có quăng được hả? Con game của tôi mới mốt làm mà quăng được luôn. Để anh em đỡ phải đi bộ. Chiêu, ngồi chiêu ha. Tranh rất là nghệ thuật. Đi ra tìm cục pin nữa. Ở đây rất là yên tĩnh. Chỗ này giống cái chỗ tay leo phọt cái gì đó. Ủa bức tranh cái tờ giấy của mình đâu vậy? Hai cục mà vẫn chưa đủ điện. Đi tìm cục thứ ba thôi. Ở đây là hết đường rồi. You know I cannot stand these types of activities. Hiraya, my love, please hold still. What do I even do with my hands? Just relax them and try to smile.
A portrait in a digital landscape. Tell me, is this technically traditional or digital? Không mà ống mà giữ thiệt không á, nhìn cho. À, cục pin này nó có trên nóc nhà phải không? Đâu có anh bảnh đâu. Thôi. Không cho nhảy qua à. Không nhảy lên đó được, nhảy bên đây. Tôi lại sâu sông đấy luôn. Để gì được không ta? Cục pin nó bay mau luôn rồi. Khoan, lộn nút rồi. Để bình thường gì đi nó gọn hơn không? Tự nhiên nó cho cái cơ chế xây xây gầm thôi nữa. Cái gì đó cái đây đây. Giờ mày ảo màu quá nha. Hình như mình qua cái tháp bên đây phải không? Hồi nãy tôi nhớ là hai cái tháp nó liền hai bên mà. Kìa, đắp cái nó ra luôn nè. Ông nào đép được con game này thì cũng khủng khiếp lắm á. Đắp cái nó thay đổi địa hình luôn chứ. Nhờ game này chủ yếu là đi tìm pin thôi. Cái gì vậy? Mình đắp được trong đây không ta? Tôi quên bấm chữ R sai hoài à. Cứ gặp. Này nó cần một pin à. Ủa có một pin mà. Ủa, hồi nãy là đặt cái nền nó dướng lên cái này quá. Đó có thể là một lỗi bớt đó. Tên nhớ là tưới cây. Đúng lộn hoài luôn. Follow the gray brick road. Kỹ thuật. Giờ này không có nút chạy nha.
game đẹp, chạy mượt mà, đồ họa ngon lành. I need to understand. This place, beautiful as it is, carries so much weight. There is promise here. Promise of a future we can surely achieve. Even now, I'm striving to reach heights I never thought possible. All that I hope is that everything we do here continues to have meaning out there as well. For Mirren's sake. Maybe there's a con mèo chánh nó dòm mình coi. Mèo ba chánh nó dòm mình coi. Thử nha. Không có tác dụng gì hết. Cái nó vô trong nhà đó, à nó có cái đường bên hông vô nè. Nhảy tới không? Không được nữa thì tôi lật tấm hình lại thôi. Vô đây có gì trong đây đâu. Hay là tầng trên. Con này giống cái con mà đặt cái đồ ở gần với ở xa nó nở lên nó nở xuống á. Này là cái gì? Kìa có máy chảnh kìa. Đoạn này dọn trong video nè. Rồi có máy đây nãy giờ không dòm. Dòm mèo bên đây không à. Chiêu không? Ngồi xuống chơi. Cái chỗ này view, cái mà núi này nó hơi xấu thôi. Game này chủ yếu là cái vấn đề mình đi tìm đường. Giờ mình đặt với chủ yếu là vô đây lấy cái bức hình này. Không, nó dạng như một cái vòng lặp kia. Anh em để ý tấm hình này nó lại ra một tấm hình giống mình đó nữa. Nên tôi nghĩ mục tiêu của mình là bản. Tức là mình làm cái vòng lặp liên tục luôn. Đó, tới nơi. Này có gì không? Đừng có phàn nàn với cái máy này nữa. Áp xét chưa kính nè. Bên này thì kính này. Bên này thì còn hở một chút nè. Tôi mới thấy cái gì xanh xanh nó bay qua không vậy? Đây nè. Áp xét chỗ này cũng chưa kín nữa nè.
Game này do góc nhìn thứ nhất nên anh em nào không quen rất là khó chơi. I don't know if I should. Is this payback for making you mix new soil compositions all day? Gắn cái góc vào cho nó đẹp đẹp. Please, Hiraya, have you ever known me to be the vengeful sort? Okay, see you. Qua đây cái phong cách nó chuyển thành tranh giới chị không? Oh, it's marvelous. Ang ganda. See? Cổ tích. Game này lắm style đồ họa quá. The colors. How long did this take you? Now that would be telling. Art should retain some mystery. Chứ nó còn hai nhà đang bay rồi. Are you? I found it. Now this was a funny one. Nó vừa 2D vừa 3D ổng ao bãi rồi. Not your usual style. You could say I was stretching my creative muscles. Bãi cả căn nhà. Mở được cửa luôn kìa. Cửa sổ nhìn xuyên qua được không? Không. Chúng ta vô đinh gần này. Chuyển về đồ họa pixel. Cái này là giả về pixel chứ không phải pixel thiệt đâu. Ông nào đép con game này chắc là bộ não khủng khiếp đó mà. Few things make me happier than when you say that here. Đó. Có khi là ngay chỗ cái máy đó mà tôi nhìn không thấy thôi. Your mind is limitless. This was fun. Few things make me happier than when you say that here. Nhìn ở này chỗ không thấy trời xích để mở cái cửa này. Và trắng đen rồi. Tôi bị mù màu rồi anh em ơi. Rồi, hết demo. Game là rất ấn tượng nha. Ủa? Vãi thiệt. This camera physics thing that Mirren has proposed is gonna make me nauseous. Gravity exists for a reason. Mình cầm được cái máy ảnh mình tự chủ tất cả luôn. Nè anh em nào muốn có máy ảnh mà thực tế gì thì làm cái công thức này đi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9. Cảm giác thế giới đang xoay vòng. Ủa mới báo hết demo rồi mà. Đặt bên đó là nó dướng vô cái máy telephone nên cái telephone nó bị quỷ. Ủa con pin đâu? Con pin phải ở đâu mới được chứ?
Dây này nó chỉ ở đâu vậy? Giờ làm gì có cục pin nào đó? Đây 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 phải không? Đó. Cái này nó lọt ra miếng này. Đây là bên. Đây đây. Toàn hết cái map của mấy ông đẹp rồi, đồ nghiệp rồi. Giờ kiếm đồ ra cũng bị rồi đi nữa giờ. Chúng ta đi từ chỗ này xuống nhưng mà không có cục pin nào cả. Ở đây nè, vãi có mắt mù. Có mắt tôi bị mù. Đó, nữa hả? Ok, nhưng mà đâu phải đảo. Tự nhiên mù mù nhìn không thấy cục pin. Tướng luôn rồi. Rồi. Một con game rất là đáng chơi nha. Giờ hiểu tại sao nó đang rất là nhiều wishlist vậy. Được đánh giá là rất là nhiều luôn. Đây. Ta đã phá đảo được một bản demo của game thứ hai. Game này game gì đây? Nó thể loại giả lập quản lý chứ không phải là hành động. Phantom Detective View hả? Thì tôi đã follow rất nhiều game này. Nên gán tranh thủ thời gian nghỉ trưa là chơi thôi. Mày giống à Agaga vậy, cứ nhìn cái khủng long là liên quan đến Agaga. Được nha, coi lại video từ đầu đi cho nó nguyên chất.
Game thấy máu động hả? Đầy đủ thay đổi cho anh vậy. Thậm chí chế được nguyên con tàu luôn rồi, máy bay luôn rồi. Mà trong khi được có khủng long nữa, chóng mặt quá. Lấy xe với mê cha luôn rồi, đi từ thời tiền sử lên tới diễn tưởng hiện đại luôn. 2 phút, 2 phút chúng ta đi qua cái quãng đường ít nhất cũng khoảng 10.000 năm á. Khủng long thì từ rất là lâu trước rồi, nhưng mà không biết khủng long này nó có ở đây không, hay là do con người chế tác nữa. Chứ thời thiên lâu khủng long nữa là chắc mấy chục triệu năm. Rồi, con này tôi sẽ thử demo trong thời gian sớm một chút. Có tên là Time Jabber Survivor nè, sinh tồn vượt thời gian, xuyên không của anh em đó. Rồi, bye bye anh em.